Pitagoras. Νόστιμο κρασί. Miễn sao lượng nước không quá vạch giới hạn, chiếc cốc sẽ sử dụng bình thường do tính chất hai bình thông nhau. Nhưng nếu lượng nước dâng thêm bằng cách đổ nước quá vạch giới hạn, lúc này trọng lực sẽ tạo ra sự dẫn chuyển chất lỏng bằng cơ chế hoạt động của ống siphon. Dựa vào nguyên tắc của hai bình thông nhau, tức là chất lỏng sẽ chảy từ nơi có mặt thoáng cao hơn tới nơi có mặt thoáng thấp hơn. Nước từ ngoài ống hay là nước trong cốc, tức sẽ có mặt thoáng lớn hơn, sẽ chảy vào trong ống. Cùng với đó có sự xuất hiện của tính gắn kết các phân tử nước tạo thành dòng chảy. Nước sẽ rút xuống theo và chảy hết ra ngoài từ đáy cốc.